Vua Charles ba gạch tên hoàng tử Harry khỏi danh sách tham dự lễ đăng quang. Vua Charles ba gạch tên hoàng tử Harry khỏi danh sách nhân vật tham dự lễ đăng quang của ông, đồng thời chỉ cho hoàng tử William thực hiện các nghi thức truyền thống trong buổi lễ. Tờ The Times ngày 8 tháng 1 cho biết, vua Charles ba đã gạch tên hoàng tử Harry khỏi danh sách nhân vật danh dự tham dự lễ đăng quang của ông vào ngày 6 tháng 5 tới. Với tình hình hiện tại, hoàng tử Harry không còn vai trò gì trong buổi lễ nữa, một nguồn tin tiết lộ. Điều này đồng nghĩa công tước xứ Sussex sẽ chỉ còn là khán giả nếu trở về tham dự chứ không được góp mặt vào màn lễ quan trọng. Bên cạnh đó, theo trang thông tin hoàng gia Anh Royal Central, vua Charles III cũng tiến hành thay đổi lớn so với truyền thông. Theo Royal Central, vua Charles III sẽ không yêu cầu 6 công tước hoàng gia quỳ gối để tỏ lòng kính trọng, cũng như chạm vào vương miện và hôn lên má phải quốc vương nữa. Thay vào đó, chỉ có hoàng tử William, thân vương xứ Wales và là con trai cả nhà vua, thực hiện truyền thống trên. Hiện vẫn chưa rõ liệu hoàng tử Harry có tham dự buổi lễ hay không, sau những tranh cãi về cuốn hồi ký mới của công tước xứ Sussex có tên Spe, với việc hoàng gia Anh cáo buộc hoàng tử Harry chia sẻ bí mật của họ. Trong cuốn sách, công tước xứ Sussex nhiều lần chỉ trích anh trai là kẻ bắt nạt. Hoàng tử Harry cho biết hoàng tử William đã đánh anh, khiến anh bị thương ở lưng. Hoàng tử Harry còn gọi anh mình là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù chủ yếu nhắm vào anh trai mình, song công tước xứ Sussex cũng không quên chỉ trích vua cha. Nhà vua cũng bị tổn thương không kém, dù cá nhân ông không phải là tâm điểm của phần lớn sự tức giận, thất vọng trong cuốn sách. Ông ấy cảm thấy rất rõ điều đó và nó không kém phần đau đớn đối với ông ấy, vì ông ấy coi trọng con trai hơn là lo cho bản thân ông ấy. Gia đình đang phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau, một người bạn của nhà vua nói với The Times. Sau khi bộ phim tài liệu trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix của vợ chồng hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle được phát hành. Những người trong điện Buckingham cho biết vua Charles III vẫn lên kế hoạch mời nhà Sussex đến dự lễ đăng quang. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với đài ITV, hoàng tử Harry đã từ chối trả lời rõ ràng về việc liệu có tham dự hay không. Anh cho biết sự tham dự của mình sẽ tùy thuộc vào gia đình. Còn nhiều điều cần thảo luận lắm và tôi thực sự hy vọng rằng họ sẵn sàng ngồi xuống để nói chuyện về chúng, hoàng tử Harry chia sẻ.